Ken. Dạ. Con thích ăn kem lắm hả? Dạ. Được rồi, em hôm nay anh mua hết kem cho tiệm. Wow, chú ơi ngầu quá. Trước giờ con chưa được ăn nhiều kem như vậy. Chỉ có trong mơ thì con mới được ăn nhiều như vậy thôi. Ngày mai con sẽ khoe các bạn là con được ăn nguyên túi kem luôn. Khoe ăn gì mà khoe. Ê, chị Điên hả ông nội? Ông mua hết kem cho nó ăn rồi nó viêm họng rồi sao? Ken, con thích ăn gì cứ nói chú mua hết cho con. Con trai này. Đi ăn kem nha. Ừ, ăn ai? Kem, chú ăn kem. Vô đi con. Dạ, chào chú Tùng. Chào con. Vô đây, qua đây ngồi chú. Nhanh lên. Ăn kem nha. Đây. Kem nước ăn kem gì nè. Ủa? Ủa cha nội này đâu ra vậy? Ai rủ tới vậy? Hả? Ken nó rủ, Ken nó kêu là bạn nó. Bạn gì thứ này, già vậy, bạn chứ nít, đi theo ăn trực thì có gì cái mặt. Ăn ở đây hả? Làm sao mà hợp được? Ê, ăn ở đây không hợp hả? Ăn kem này không hợp, mua vé máy bay qua Mỹ ăn á, cho hợp với ông. Thôi mà, đừng có đuổi nữa cho ông ăn đây đi, con Ken nó khóc bây giờ. Tôi nể thằng Ken nói nha, tôi nể nó thôi đó. Đứng ăn luôn đi ông nội. Ai mời cũng đi thiệt. Trời ơi, cái mặt không dày như cái mặt đường luôn. Giờ tôi đuổi vậy mà còn không đi kéo ghế ngồi luôn hay thiệt. Thôi mà. Thôi kệ không đi. Giờ để anh mua kem cho mọi người ăn nha. Ăn kem Phúc Hồng Tử đúng không? Đây kem dâu nè. Con kem mặt hà phải không? Bây giờ kêu mấy ly kem thập cẩm luôn. Ăn cho đã. Tôi không ăn kem. Tôi đi cà phê nóng đi. Uống cà phê hả? Uống cà phê ra ngoài đường uống á. Chứ quán người ta bán kem vô uống cà phê bị sản rồi ông nội. Ken. Dạ. Bây giờ chúng ta hãy đi kêu kem nè. Chúng ta hãy thể hiện là những người đàn ông thật là ga lăng nè. Ta là siêu nhân ga lăng. Rồi siêu nhân ga lăng đi chú Tùng nào. Lên đây chú Tùng Mộc. Ai cha. Em trai. Cho anh 4 ly kem thập cẩm. Anh nên đi ăn kem với lại phụ nữ là trẻ em đó. Không phải đi ăn nhân viên của anh đâu. Ai mà phục vụ anh. Cái đó cô không cần nhắc. Thích nghi môi trường xung quanh đó tốt nhất hàng đầu của một CEO. Với lại tôi đang đi ăn ké kem với Ken. Cho nên Ken muốn ăn kem, tôi không uống cà phê nữa, tôi sẽ đi ăn kem. Ngon quá chị. Trời, cái gì mà lật chi bánh tráng vậy trời. Mà đáng đời, ai bị không sợ ăn ghét mình. Ngon không? Ngon không? Nhìn mặt là đi khoái rồi nè. Ken. Dạ. Con thích ăn kem lắm hả? Dạ. Được rồi, em hôm nay anh mua hết kem cho tiệm. Wow, chú ơi ngầu quá. Trước giờ con chưa được ăn nhiều kem như vậy. Chỉ có trong mơ thì con mới được ăn nhiều như vậy thôi. Ngày mai con sẽ khoe các bạn là con được ăn nguyên túi kem luôn. Khoe ăn gì mà khoe. Ê, chị Điên hả ông nội? Ông mua hết kem cho nó ăn rồi nó viêm họng rồi sao? Ken, con thích ăn gì cứ nói chú mua hết cho con. Con trai này. Cầm đi con. Hết tay rồi, tự cầm đi. Ra đây con. Bà ơi, chú Quang mua cho con hết kem luôn mà. Cái gì mà nhiều dữ vậy nè. Ê, giờ ăn xong hết. Ăn từ từ nó cũng hết. Dạ, hôm nay con ăn kem hơn con ăn cơm luôn. Nè, anh đừng có chịu hư con nít vậy nha. Ăn hết nhiêu đây là nó bị đau họng đó nha. Thôi nãy anh nói y chang vậy luôn á. Nhưng mà có mấy cái thứ người ngoan cố lắm anh Cang mà không có chịu nghe. Chắc người ta dư tiền quá không biết để làm cái gì á. Thôi được rồi, đừng thêm dầu vô lửa. Được rồi, lần sau có gì rút kinh nghiệm thôi. Thôi đừng nói nữa, ăn đi, kem chạy hết rồi nè. Ăn kem đi. Quá trời quá đất à. Nè con. Ken. Dạ. Những ngày nghỉ á, con được dẫn đi đâu chơi? Dạ, được dẫn nhiều nơi lắm. Được chơi xúc đu với mẹ, được ăn kẹo bông gòn với chú Tùng. Được chú Tùng dạy trên xe ba bánh nữa. Xe ba bánh hả? Ăn kẹo bông gòn hả? Dạ. Được rồi, rác nó ra ngoài kia kìa. Chú mua cho con cái kẹo ngon bự chà bá lửa vậy luôn nè. Thì sau này con muốn đi đâu chơi á, chú lấy xe bông bánh chở con đi chơi. Kem nó chịu không? Thế hả chú? Đương nhiên rồi. Dạ anh ơi, kem của anh hồi nãy anh nhờ em múc ra ngoài luôn mang lên luôn. Cái gì? Còn nữa hả? Ủa trời ơi, thôi thôi. Nè, nhiêu đây là ăn không hết rồi anh mua thêm làm cái gì nữa? Anh trả lại đi. Nè, cô tưởng tôi là ai? Nghĩ sao mà trả lại? Vậy nếu mà không trả lại thôi thôi, anh đem về nhà anh ăn đi. Chứ nhiêu đây chưa chắc ăn hết rồi đem ra thêm nữa ăn không hết rồi bỏ tội kỳ lắm.
Được rồi, để đó tôi giải quyết cho. Em, kem của anh mua đổi sang phiếu cho anh. Khi nào cậu bé nó muốn ăn tới ăn trừ dần. Dạ được ạ. Được ha. Dạ được. Cảm ơn em. Dạ. Đó, đơn giản mà. Công nhận gian doanh nhân có khác ha. Giải quyết nhanh gọn lẹ, cái gì cũng thương lượng được hết trơn. Chính xác, quan trọng mình phải linh hoạt, đầu óc thông minh nhạy bén. Và đặc biệt là đôi bên cũng có lợi thôi. Ken. Dạ. Ăn kem của chú Tùng với chú Quang, kem nào ngon hơn con? Dạ tất nhiên là kem của chú Quang rồi. Tại kem của chú Quang bự quá trời bự luôn mà. Gì vậy con? Mình cũng là bạn thân với nhau bao nhiêu lâu mà giờ có gì một cục kem bự hơn, nỡ bỏ chúng sao? Kem ngon hả? Dạ. Con thì phải làm sao? Con dơ lắm, với lại bị bệnh đó. Gì vậy chú? Bệnh chảnh đó con. Ăn đi con. Không hít gì.